Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi 100 ngày cô cùng Angular. Thì ở ngày 12 chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về TypeScript và chúng ta sẽ tìm hiểu về một số kiến thức nâng cao về của TypeScript. Ở ngày 11 thì chúng ta tìm hiểu về một số cái kiểu dữ liệu cơ bản. Thì ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái kiểu dữ liệu nâng cao hơn mà TypeScript cung cấp để chúng ta có thể có những cái hệ thống type, hệ thống kiểu dữ liệu cho cái dự án đó, cho một cái thư viện nó một cách rất là robust, rất là gọi là linh hoạt. Ok, thì ở cái ngày này thì khá là kiểu như là khá là nhiều kiến thức, và khi mà mình viết lên thì mình nhớ cái gì thì mình viết cái đấy, cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau đọc qua cái bài viết này, và có cái gì chúng ta sẽ đem qua copy qua bên cái TypeScript Playground để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn. Thì ở đầu tiên thì chúng ta sẽ có gọi là Union Type. Thì Union Type là một cái type mà gọi là cái này hoặc cái kia, đúng không? Thì mình sẽ có một cái hàm gọi là listen. Chúng ta sẽ copy vào đây và chúng ta sẽ có cái hàm listen này. Ví dụ đây mình sẽ có gọi là hàm listen, ví dụ vậy. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái hàm gọi là listen. Ok, cái hàm này nó nhận vào một cái tham số là port, và cái tham số này có giá trị là có kiểu dữ liệu là chưa biết, unknown. Thì unknown ở đây á, nó cũng giống như any, nó cũng giống như any thôi, nhưng mà unknown nó khác một chút là unknown mình có thể gán bất cứ cái gì cho unknown, nhưng mà cái unknown á nó lại không có gọi là, ví dụ như mình sẽ ví dụ một cái rất là dễ lẹ. Mình sẽ có hàm là mình có let port any. Thì ở trên mình ghi, khi mà mình ghi any á, mình có thể là port chấm for each chẳng hạn, p chẳng hạn đó, thì nó vẫn work, nó vẫn chạy được bình thường, any đó, nó vẫn chạy được bình thường, không có lỗi gì cả. Nhưng mà mình để là unknown, nó sẽ lỗi ngay lập tức, tại vì kêu là oh, for each thì không có trên unknown. À, bây giờ mình mới hiểu, mình có thể, các bạn có bắt đầu hiểu ra là unknown nó chặt chẽ hơn, nó nghiêm khắc hơn là cái thằng any. Unknown nó có thể, mình có thể gán bất cứ cái gì cho nó, nhưng mà mình không có thể mà gọi hàm kiểu như là ngu si được. Ở đây các bạn phải bắt buộc phải cho nó thành một cái array. Thì cái port này nó unknown, và mình biết nó là unknown, mình chưa biết, nhưng mà ở cái thời điểm mà mình viết cái hàm này mình biết nó là cái gì đó, thì nó là như vậy. Thì ở đây mình sẽ truyền vào là unknown, và ở đây mình sẽ gọi là nói sao, mình sẽ check điều kiện là nếu mà cái kiểu dữ liệu của thằng port này là string á, thì mình sẽ parse nó thành một cái number, còn nếu mà nó là number thì thôi. Thì có thể hiểu nôm na là cái hàm listen này chỉ xử lý string hoặc là number mà thôi, nó không xử lý những cái kiểu dữ liệu khác. Nếu các bạn truyền kiểu dữ liệu khác á thì sẽ bị lỗi ngay lập tức đấy, thì là như vậy đó. Thì ở đây mình sẽ nếu mà nó là string thì mình sẽ chuyển nó thành một cái number đấy. Thì ở kế tiếp thì mình nào chúng mình có nói về cái hàm, cái không phải là cái hàm, nó gọi là cái một cái operator, type of. Thì type of của thằng port là nó là string. Nếu mà type of của thằng port này là string á, thì nó sẽ là nó là mình sẽ làm cái việc này. Thì những cái type of này nó sẽ có là, nếu mà là một number thì nó sẽ log cái được number, và cái number này là nó là cái string nha. Cái giá trị của type of nó sẽ luôn luôn là một cái chuỗi đó, nó có giá trị gì thì tùy thuộc vào cái biến này. Thì đó, nếu mà là true thì nó sẽ là boolean, object sẽ là object, array sẽ là object, function sẽ là function, null sẽ là object, undefined sẽ là undefined, new date là sẽ là một object, string, boolean, none, not a number. Còn đó các bạn thấy là type of này là một là number, là string, nhưng mà kiểu của cái kiểu type of nó sẽ là string, tại vì cái kiểu dữ liệu của nó là string. Thì như mình đã nói ở đây là cái hàm listen nó chỉ mình chỉ chúng ta sẽ chỉ có đang đang handle hai kiểu là string và number mà thôi. Nếu mà mình truyền tất cả những cái kiểu khác vào đó, và mình thể có thể truyền vào được, là vì cái kiểu unknown thì nó sẽ không bị lỗi. Thì cách tốt nhất ở đây là chúng ta sẽ sử dụng là union type
thì nhớ, nếu các bạn nhớ lại thì union type nó là gì, kiểu này hoặc kiểu kia, thì đây mình sẽ muốn nó kiểu này, kiểu string hoặc là kiểu number, thì mình có thể chuyển được. Thì bây giờ mình sẽ đổi lại thành unknown và mình sẽ chuyển một số ở đây, ví dụ mình chuyển vào 123 chẳng hạn, work đúng không, mình chuyển vào 123 work đúng không, và mình chuyển vào object vẫn được đúng không, mình chuyển vào cái up, cái array được đúng không, mình chuyển vào cái true boolean đều được hết. Thì nhưng mà thực sự là mình chỉ có handle hai cái case này mà thôi, ba cái này mình không handle. Thì bây giờ cái cách mà sử dụng xử lý thì chúng ta sẽ chuyển cái này thành là string or number. Thì mỗi khi mà chuyển lại thành á, thì hai cái đầu tiên nó lại pass, nhưng mà cái thứ ba này, ba cái này nó lại không pass nữa, tại vì ba cái kiểu này không có match được là string hoặc là number. Đây là object, cái này là object và cái này là gì, cái này là boolean, cái này là object, cái này là array, cái này là boolean, cho nên nó lỗi ngay lập tức. Thì đây là chính là union type. Đó, thì đây là union type. Thì các bạn như ở đây mình có nói là union type á, nó có thể gán cho cả return type. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là khi mà mình đã là return type của cái get something này là string hoặc là number, thì mình có thể return là một cái string, mình thấy return là một cái number, nhưng mà khi mình return một cái không phải là string và hoặc là number thì sẽ bị lỗi type error ngay lập tức. Đó. Thì kế tiếp ở đây mình có thể tái sử dụng một cái union type bất kỳ bằng cách tạo là type alias. Thì đây chính là lúc mà cái chữ type này á hoạt động tốt hơn, hoặc là chỉ hoạt động chứ không có interface được. Cho nên mình không có dùng interface được mà phải bắt buộc phải dùng type. Thì khi các bạn có một cái type nào đó mà các bạn muốn reuse lại thì các bạn có thể dùng cái chữ type này và gắn cho nó một cái tên. Thì ở đây mình sẽ gắn cho nó một cái tên ha. Đây. Và cho nên mình sẽ có thể dùng string or number. Thì mọi thứ vẫn work như bình thường. Thì đó chính là union type. Cái tiếp mình sẽ nói tới intersection type. Thì cái intersection type này nó khá là đơn giản, vì thực sự ra thì mình sẽ copy ra toàn bộ. Thì cái merge này nó nhận vào hai object và nó sẽ merge cái giá trị của hai object này vào. Thì hai object này có hai cái kiểu dữ liệu khác nhau, một cái là có foo, một cái là có bar, right? Thì khi cái hàng merge này á, nó sẽ merge lại được cái giá trị cuối cùng là foo và bar. Thì ở đây mình sẽ gắn giá trị nó là result chẳng hạn. Thì ở đây result nó sẽ có cả foo và cả bar ở đây cho các bạn thấy. Đó, thấy không? Thì cái type của hàng result này á, đó, nó là cái intersection type của cả hai. Thì intersection type nó ngược với là cái union type, và intersection là và A và B, còn hàng union là A hoặc B. Đó, thì nó đơn giản như thế. Kế tiếp thì đây là cái cách sử dụng mà mình chỉ nói thôi, tại vì mình không có viết ra nhiều như thế này. Thì cái cách sử dụng này á mình sẽ gặp rất là thường gặp trong những cái thư viện mà viết viết về UI chẳng hạn. Thì ở đây mình sẽ nói là những cái element nó sẽ có những cái style prop, nó sẽ có những cái property về style, như là background, color, margin, padding được các kiểu. Thì tất cả những cái element nó đều có những cái tùy chỉnh đấy. Nhưng mà ví dụ như bây giờ mình có một cái nút, thì cái nút nó sẽ có on click, mình sẽ có text, thì nó sẽ có font size, font weight, được các kiểu. Thì những cái mà nó liên quan tới text thôi, và mình vẫn muốn nó có những cái chung, thì mình sẽ dùng intersection để mình gán được cho mình, để mình kết hợp được cái style chung này với những cái gì mà cái button nó có tương tự cho text. Mình sẽ muốn gán, mình muốn gán cái interface, cái type chung với những cái gì mà nó có. Hãy đây mình ghi là type, nhưng mà đối với cái trường hợp này các bạn có thể viết bằng interface và bạn vẫn có thể merge được với một cái type khác. Có thể là interface và type á, type á, mình có thể merge được với lại cái thằng interface, không vấn đề gì hết. Đó, thì đây chính là intersection, và cái kỹ thuật này nó gọi là type composition. Thì type composition, các bạn có thể tìm được một TypeScript, type composition. Nó có khá là nhiều về type composition ở trên mạng, để các bạn có thể đọc được.
Kế tiếp thì giờ mình nói tới là conditional type. Thì conditional type thì mình phải đi vào ví dụ khúc cuối thì các bạn sẽ thấy được những cái nó hay hơn. Ở đây thì quan trọng các bạn chỉ cần hiểu là nếu như mà thằng T này nó extend thằng U thì nó sẽ là x, nó sẽ ra cái type là x, còn không nó sẽ ra cái type là y. Thì kế tiếp chúng ta sẽ nói về type alias. Thì type alias thì như một cái như hồi nãy chúng ta đã có một cái type alias là string or number rồi. Thì ở đây mình sẽ viết cái này. Mình sẽ dùng tới stackless ha. Angular. Và cái này sẽ là days thì 12. Okay, và bây giờ mình sẽ có một cái là flex component. Yes. Oop. Okay. And then component import. Import and then host binding. Okay. Okay. Thì như các bạn đã biết thì mình có một cái flex container component. Thì cái flex nó sẽ nhận vào một cái flex direction và có cái bốn giá trị. Thì bốn giá trị nó là row, column, row reverse và column reverse. Thì mình sẽ có bốn giá trị này và mình sẽ gán cho nó vào được một cái type alias và flex direction. Và mình sẽ sửa cái này lại thành gì? Flex direction. Thì khi mà mình sửa lại flex direction thì VS Code hoặc là bất cứ một cái trình soạn thảo code nào mà hỗ trợ TypeScript nó đều có thể gợi ý cho được cái gợi ý được những cái bảng bốn kiểu dữ liệu mà cái flex direction có. Thì default nó sẽ là row. Thì bây giờ nếu mà mình muốn sử dụng cái flex container này, mình có thể sử dụng là flex container. Đấy, và mình không để vô gì hết. Not no, yep, mình phải import declare flex component. Mình sẽ không để gì hết, mình sẽ có là hai cái p đi chẳng hạn, some p thing, ví dụ vậy. Thế mới thấy là nó cùng một hàng, thì tại vì nó là row. Sure. Đây, flex. Các bạn sẽ thấy là nó là display flex và flex direction đang là row ở đây. Thì bây giờ mình muốn đổi cái flex direction này thành một cái khác thì mình có thể đặt như là column. Các bạn sẽ thấy là nó thành như column. Đấy, nó thành dạng cột flex direction column. Thì ở đây ở stacklist nó không có gợi ý tốt được cái này, nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng VS Code hoặc là WebStorm thì khi mà các bạn viết flex direction này ở đây thì ở đây nó sẽ gợi ý cho các bạn được bốn cái loại giá trị kia ha. Okay, thì tiếp đây là cách dùng. Okay, cái tiếp chúng ta sẽ có một cái là về type alias conditional type. Thì nãy mình chúng ta tìm hiểu qua là type alias và union type. Thì bây giờ mình sẽ quay lại TypeScript, mình sẽ có bốn cái loại type này. Mình không có user, nhưng mà mình sẽ để là string or number. Okay. Thì ở đây chúng ta sẽ có mình có một cái object dictionary, mình có một cái generic là t. Nếu là thì cái kiểu object dictionary này các bạn có thể hiểu nó là có foo và đây là một cái type t nào đó, cái bar, một cái type t nào đấy. Okay. Thì đây là cái dictionary của mình. Cái tiếp thì mình có cái array dictionary thì nó cũng tương tự cái object dictionary, nhưng mà cái này sẽ là kiểu là t array và là sẽ là t array. Cái tiếp thì mình sẽ có dictionary. Thì cái dictionary này, hai cái type này các bạn thấy mình không có export, nhưng mà cái dictionary mình sẽ export. Có nghĩa là hai cái type này nó chúng như nó chỉ phụ trợ cho cái dictionary này thôi. Mình dùng á, mình sẽ dùng cái dictionary này, mình không dùng hai cái này. Thì ở đây mình sẽ ghi là nếu mà cái type t mà truyền vô cho cái thằng dictionary á, nó là một cái array, thì mình sẽ sử dụng cái array dictionary, còn không mình sẽ sử dụng object dictionary. Thì các bạn sẽ thấy ở đây mình có một cái string dictionary, đây là một cái file khác nha, một file khác. Mình dùng cái dictionary thì mình cái hàng string này
Cái dictionary mình chuyển vô cái biến là string, thì string nó không có extend cái array, cho nên nó sẽ trả cho mình cái object dictionary string. Và cái object dictionary string nó chính là key string và cái kiểu dữ liệu là string. Thì ở đây mình kho vào qua các bạn sẽ thấy nó là gì, key string và kiểu dữ liệu là string. Thì đồng nghĩa với việc là các kiểu dữ liệu của nó sẽ là foo và 123 string bar và 123. Nếu mà các bạn thêm một cái biến là một cái số mà không phải là string hoặc là kiểu dữ liệu mà không phải là string, nó sẽ báo lỗi ngay lập tức. Thì đây chính là dictionary string. Kế tiếp mình có dictionary của number array. Thì tương tự thì nó sẽ trả cho mình cho number array ở đây, có nghĩa là nó sẽ trả cho mình cái array dictionary này. Và các bạn có thể dùng cho cả cái những cái type alias khác, các bạn truyền vào type alias khác hoặc là một truyền vào cái interface khác. Ở đây mình sẽ truyền vào gì, string hoặc number, cho nên cái này nó sẽ là object dictionary string hoặc là object dictionary number. Ok, để thử nha. Id, user id, rồi có foo và bar, có bar ngoài ba. Nó bị lỗi. Ok, có nghĩa là trường hợp này á, trường hợp mình truyền một cái alias cho cái hàng dictionary thì cái này nó một là string hoặc là number mà thôi, không có thể mà chung cả hai cái được. Nếu mình để này thì nó sẽ ok. Ok, hoặc nó chỉ là một cái này hoặc là số là số hết, hoặc là string là string hết. Ok, chừng khi nào mà cái này á nó phải là object dictionary mà của string or number thì cái này á mình mới biến thành string được và nó vẫn work. Đó là cái cách TypeScript hoạt động. Ok, tiếp tục. Thì trên đây đó là những cái kiểu mà conditional type, union type, intersection type, type alias. Đó là những cái gọi là lý thuyết để các bạn có thể tạo ra những cái type riêng cho các bạn. Thì ở đây mình giới thiệu những cái type mà TypeScript viết sẵn và nó hỗ trợ rất là nhiều trong công việc của các bạn tạo những cái type riêng cho mình. Thì ở đây mình sẽ copy toàn bộ cái này vào trong cái playground. Copy paste ở đây. Thì mình sẽ có cái gì, trước tiên là mình sẽ có exclude và extract. Thì exclude nó sẽ loại bỏ những cái type ở T nếu như những cái type này gán được cho U. Có nghĩa là ở đây mình sẽ có type là ABC và mình muốn gì, mình muốn bỏ cái CD đi. Nhưng mà các bạn sẽ thấy cái C ABC này á, nó không có cái D cho nên nó không quan trọng, nhưng mà nó sẽ có cái C cho nên nó sẽ bỏ cái C đi khỏi cái ABC này và nó sẽ trả lại cho các bạn A và B. Thì mình hover qua mình sẽ thấy nó có là gì, A và B. Đó. Thì ở đây trường hợp nếu mà mình có một cái interface là user first name string, last name string và mình có password string chẳng hạn, thì ở đây nếu mà mình sử dụng cái type sum user exclude, mình truyền là user và mình muốn bỏ password chẳng hạn, thì nó sẽ ra cái gì nhỉ, key of. Thì exclude đó, nó chỉ sử dụng cho được union type thôi. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó có first name và last name, nó bỏ đi cái password rồi. Nó là như vậy. Thì là exclude. Cái tiếp là extract. Thì extract đó, nó lại khác một chút, là nó sẽ bỏ những type ở T nếu như những type này không gán được cho U. Có nghĩa là cái này là T, cái này là U và mình muốn extract thằng C này, mình muốn extract ra cái thằng C và D chẳng hạn, nhưng mà thằng D này không có ở T, không có ở A, B, C, cho nên cái ở A, B, C á, nó chỉ bỏ đi cái này thôi và nó sẽ trả lại cho mình C. Thì đây là cái loại extract. Ok, thì ở đây chúng ta tiếp tục sẽ có là non-nullable type. Non-nullable type ở đây có ví dụ như các bạn sẽ có string or number. Ví dụ như mình có một cái type mới là string or number or undefined. Ví dụ vậy thì ở đây cũng là string or number or undefined. Thì bây giờ các bạn muốn có cái mình muốn bỏ đi cái undefined này ở trong một cái type đó, thì mình sẽ có thể dùng non nullable type test, non nullable và undefined.
thì nó sẽ trả lại cho mình string on number mà thôi, nó sẽ strip đi cái undefined này. Ok, cái tiếp mình sẽ đoán được là read only. Thì read only á, nó sẽ làm cho tất cả các biến ở trong bên trong một cái interface á, hoặc là một cái type không thay đổi được. Ví dụ như mình có một cái read only user, mình sẽ đoán read all thì user trước ha, thì mình sẽ đoán first name bằng child, last name bằng train, password bằng mọi bà. Bây giờ mình ở bên ngoài này mình có thể thay đổi được cái thằng first name bằng John chẳng hạn, nó cho phép. Nhưng mà nếu ở đây mình đặt là read only user nên sẽ báo lỗi ngay lập tức, tại vì bây giờ first name nó sẽ là read only. Mình sẽ thấy read only user và tất cả cái hàm các biến này đều là read only cả. Đó là read only. Cái tiếp là partial. Thì như các bạn như hồi nãy mình viết là partial user. Ở đây mình phải gán cho first name, last name và password, đúng không? Tại vì first name, last name và password không có optional. Nhưng mà bây giờ mình muốn tất cả những cái ở trong user đều optional hết thì mình có thể sử dụng partial. Đây, nó đã biến mất rồi, tại vì cả first name, last name và password đều bây giờ trở thành optional. Cái tiếp là nullable thì mình có thể dùng là nullable user. Đó, thì ở đây nullable nó không giống như là nó không giống như partial. Nullable ở đây mình bắt buộc mình phải truyền vào một cái gì đó, nhưng mình có thể truyền vào cho nó là null. Password no. Nhưng mà trên đây á, các bạn không thể nào truyền vào no cho password được, thì password gọi là string. Thì đây chính là nullable user. Ngoài ra còn có một cái gọi là required. Và cái required nó của TypeScript, tất cả những cái này đều là của TypeScript cả. Mình copy từ trong trong code của TypeScript ra. Ở đây mình sẽ có là require user, mình sẽ đặt là require user. Right. Thì mình sẽ copy cái hàng trên này xuống ha. Thì các bạn sẽ thấy ở đây mình đã có đủ first name, last name và password rồi. Tại sao nó vẫn còn lỗ? Tại vì bây giờ age cũng required. Bây giờ age nó cũng required luôn, cho nên mình phải truyền vào age thì nó mới ok. Đó là required user, là làm cho tất cả những cái property ở trong user required, bắt buộc phải có. Và là pick và record. Tiếp tục là pick và record. Thì pick nó là mình pick từ trong cái person, một cái type, một cái object type, những cái biến mà mình cần. Đó, đây gọi là pick, đúng không? Mình chọn ở trong cái person này first name, last name, đó, cái gì đấy. Thì ở đây sau khi mình pick xong đó, thì mình sẽ có first name và last name, và cái password không còn nữa, tại vì mình chỉ pick hai cái first name và last name mà thôi. Tiếp tục thì record ở đây string, three string, string props thì record mình sẽ biến, mình có thể biến một cái record, mình có thể gán cho một cái key này, một cái key, cả ba cái key này nó đều là string. Thì các bạn nhớ là cái này nó giống như cái object dictionary của mình ở bên trên, nhưng mà ở đây mình có thể khai báo được trước các key của nó gồm những cái key gì. Cái tiếp mình sẽ có return type. Thì return type ở đây á, nó giúp mình có thể lấy được cái type của cái giá trị mà nó trả về. Ví dụ như là mình có một cái hàm trả về string thì mình sẽ return được cho mình là cái string. Thì ví dụ như mình có một cái hàm là test2 và mình muốn return type một cái hàm trả về cho mình string or number, ví dụ vậy, thì cái này nó sẽ là string or number. Tiếp omit là loại bỏ. Thì cái pick, omit là ngược lại với pick. Thì omit này á, mình loại bỏ cái key trong t, có nghĩa là cái person này á, mình muốn loại bỏ đi cái password, nó sẽ trả lại cho mình first name và last name. Thì nó ngược lại hoàn toàn, nó ngược lại với cái thằng pick ở trên này. Đó. Thì tất cả những cái omit, return type, pick, record, đó các kiểu á, thì nó là do TypeScript cung cấp, chúng ta không cần phải viết. Đó. Và mình muốn cho các bạn hiểu được là những cái này nó hoạt động như thế nào. Thì
Đây này là các bạn đã nắm được rất là nhiều những cái advanced types, và những cái này là đi sâu vào nữa thì nó còn có nhiều thứ nữa. Thì nhờ những cái này các bạn có thể tạo ra những cái hệ thống type nó rất là linh hoạt, kiểu như là cực kỳ linh hoạt. Đó. Thì các bạn chỉ sử dụng trong Redux hay là trong service tôi các kiểu thì các bạn có thể viết được những cái type rất là chặt chẽ và rất là linh hoạt. Ngoài ra thì TypeScript nó cũng có những cái khái niệm khác như là decorator hoặc là enum hoặc là mixin, thì những cái này là không có thời gian để mà nói hết được. Nên các bạn ngoài nên tự tìm hiểu và Google và thúc đẩy bản thân để tự tìm hiểu những cái chuyên sâu hơn về TypeScript. Thì ngày 12 đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong ngày tiếp theo.